nơi 24 giờ. Một bước tiến mới của truyền hình Sóc Trăng. Hãy đến với miền Tây 24 giờ. Quý vị và các bạn sẽ khám phá ra được bức tranh toàn cảnh về những vấn đề nóng hổi hấp dẫn trong ngày cùng những câu chuyện chân thật về con người miền Tây. Miền Tây 24 giờ, kênh tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của bà con miền Tây. Nguồn nước thải ở đâu không biết rồi, nó thải vô đây rồi nó thối đen ngầm luôn. Những vấn đề bàn luận xã hội. Một miền Tây với muôn điều kỳ thú, độc lạ. Phóng viên miền Tây 24 giờ đang có mặt tại vùng nuôi tôm hiệu quả huyện Mỹ Xuyên. Đội gia số 1, nhà đương kim vô địch hiện nay tập luyện như thế nào, chuẩn bị ra sao cho giải đấu này? Cùng những mảnh ghép về những con người sống đầy nghị lực, nghĩa tình. Chính thức lên sóng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Người miền Tây xem tin miền Tây, bàn chuyện miền Tây. Hãy bật kênh STV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Sóc Trăng vào lúc 18 giờ mỗi ngày để xem miền Tây 24 giờ.